Ai dễ bị ung thư nhất? Câu trả lời sẽ khiến bạn phải giật mình và trân trọng sức khỏe của bản thân hơn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh An Tâm Sống Khỏe. Quý vị thân mến, có một sự thật vô cùng đáng sợ, đó là hầu hết tất cả chúng ta đều chứa các tế bào ung thư trong cơ thể. Các tế bào này luôn âm thầm tồn tại. Tuy nhiên, cơ sở tế bào của con người rất lớn và các tế bào ung thư thường được bao quanh bởi rất nhiều tế bào khỏe mạnh. Đây cũng là lý do tại sao mọi người đều có tế bào ung thư nhưng không phải ai cũng hình thành bệnh. Nhưng nguy hiểm là chúng ta lại không thể tránh những lúc cơ thể bị rò rỉ tế bào, khiến các tế bào ung thư thoát ra, nhân lên và phân chia điên cuồng, mạnh mẽ đến mức hệ miễn dịch cũng không thể chống cự. Nếu bạn có một thói quen tốt, nó sẽ là một tuyến phòng thủ quan trọng để giúp chống lại các tế bào ung thư. Nhưng nếu ngược lại, bạn có những yếu tố mà ung thư cần, điều đó có nghĩa là bạn dễ dàng mắc ung thư hơn những người khác. Vậy yếu tố ấy là gì? Câu trả lời sẽ khiến bạn phải giật mình và trân trọng sức khỏe của bản thân hơn. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ung thư là tên gọi chung của các căn bệnh có thể xuất hiện ở hầu hết các cơ quan của cơ thể. Khi các tế bào bất thường phát triển không kiểm soát được, xâm lấn các bộ phận và cơ quan khác. Có một sự thật vô cùng đáng sợ, đó là hầu hết tất cả chúng ta đều chứa các tế bào ung thư trong cơ thể. Các tế bào này sẽ âm thầm tồn tại, không được phát hiện cho đến khi chúng nhân lên, phát triển nhanh vượt trội. Điều này thật sự vô cùng dễ hiểu. Để duy trì sự sống, cơ thể sẽ sản sinh khoảng 10 tỷ tế bào mỗi ngày, và trong tế bào mới này thì chắc chắn sẽ xuất hiện một vài biến thể của tế bào ung thư. Cũng giống như máy móc, các tế bào đôi khi mắc lỗi trong quá trình phân chia và sao chép. Tế bào ung thư chính là sản phẩm của những sai lầm đó. Tuy nhiên, cơ sở tế bào của con người rất lớn và các tế bào ung thư thường được bao quanh bởi rất nhiều tế bào khỏe mạnh. Hơn nữa, con người còn có một vũ khí vô cùng tối cao, đó chính là hệ miễn dịch. Chính vì vậy, thông thường, các tế bào ung thư sẽ dễ bị tiêu diệt, ngăn chặn sự tăng trưởng, hình thành sinh sôi của khối u. Đây cũng là lý do tại sao mọi người đều có tế bào ung thư nhưng không phải ai cũng hình thành bệnh. Danh sách những bệnh ung thư phổ biến và nhóm người dễ mắc. Dù có hệ miễn dịch bảo vệ nhưng chúng ta vẫn không thể đảm bảo 100% cơ thể không bao giờ hình thành ung thư. Trong cuộc sống, không thể tránh những lúc cơ sở tế bào bị rò rỉ khiến các tế bào ung thư thoát ra, nhân lên và phân chia điên cuồng, mạnh mẽ đến mức hệ miễn dịch cũng không thể chống cự. Bên cạnh đó, WHO cũng từng chỉ ra nhiều yếu tố góp phần hình thành ung thư như hút thuốc lá, uống rượu, thiếu ngủ, lười vận động, ăn đồ muối, sử dụng thực phẩm bị mốc. Có thể thấy, thói quen tốt là một trong những tuyến phòng thủ quan trọng để bạn chống lại các tế bào ung thư. Ngoài ra, nếu bạn có những yếu tố mà ung thư cần, điều đó có nghĩa là bạn càng dễ mắc ung thư hơn những người khác. Thứ nhất, ung thư dạ dày. Theo Hội Khoa học Tiêu hóa, tại Việt Nam có tới 26% dân số mắc bệnh viêm loét dạ dày tá tràng. 70% dân số nước ta có nguy cơ mắc bệnh dạ dày. Nguy cơ mắc viêm loét dạ dày ở nam giới gấp 4 lần so với nữ giới. Bệnh dạ dày và ung thư dạ dày không phải tự dưng mà tới. Nó là kết quả của một quá trình ăn uống và sinh hoạt thiếu khoa học. Những đối tượng dễ mắc ung thư dạ dày bao gồm những người thường xuyên bỏ bữa sáng. Khi chúng ta thức dậy vào buổi sáng, dạ dày thường sẽ trống rỗng. Nếu bạn bỏ bữa sáng, dạ dày sẽ co bóp trong trạng thái trống không. Lượng axit dạ dày tiết ra nhưng không có thực phẩm để tiêu hóa sẽ trực tiếp ăn mòn thực quản và niêm mạc dạ dày, gây loét dạ dày. Nếu không điều trị dứt điểm, người bệnh sẽ tăng nguy cơ mắc ung thư. Những người đi ngủ ngay sau khi ăn. Sau khi ăn, cơ thể cần ít nhất 30 phút đến vài tiếng để tiêu hóa thức ăn. Ngủ ngay sau bữa ăn sẽ gây gia tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa. Tình trạng này kéo dài sẽ dẫn đến các bệnh về dạ dày, thậm chí gây ra ung thư dạ dày. Theo các chuyên gia, bữa tối nên ăn trước khi đi ngủ khoảng từ 3 đến 4 giờ, nên đi bộ 30 phút sau bữa ăn để giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Đồng thời, tiêu hao chất béo trong cơ thể. Người thích ăn thực phẩm bảo quản bằng muối. Những người thích ăn dưa muối, cám muối, thịt muối, v.v. là đối tượng dễ mắc ung thư dạ dày nhất. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, thực phẩm bảo quản bằng muối sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh viêm loét dạ dày tá tràng, tăng nguy cơ mắc ung thư dạ dày do phá hủy lớp màng bảo vệ niêm mạc dạ dày và tăng sự phát triển của vi khuẩn HP. Người thường xuyên ăn đồ cay nóng. Ung thư từ miệng mà vào quả không sai. Ăn đồ cay nóng là sở thích của rất nhiều người vì nó kích thích vị giác hơn rất nhiều. Tuy nhiên, việc ăn cay hay uống súp nóng hoặc đồ uống nóng trên 65 độ C sẽ khiến cơ thể tăng nguy cơ mắc ung thư thực quản lên rất nhiều. Thứ hai, ung thư đường ruột. Nhóm người dễ mắc ung thư ruột
thường có chung đặc điểm, thích ăn đồ nóng, thói quen sinh hoạt bất thường, thích hút thuốc lá, uống rượu và thường xuyên thức khuya. Ung thư ruột phát triển khi tế bào ruột già phát triển không thể kiểm soát và gây ra các khối u trong thành đại tràng. Giống như các dạng ung thư khác, nó tấn công cơ thể rất nhanh và dẫn đến những biến chứng nguy hiểm. Các khối u này thực sự nghiêm trọng và có nguy cơ cao phát triển thành ung thư nếu bạn bị polyp, đại tràng hay tiền sử gia đình có người bị nhiễm bệnh hoặc nếu bị đau, viêm loét đại tràng. Ung thư ruột là loại ung thư phổ biến thứ 3 ở Anh với 23.000 ca chuẩn đoán hàng năm. Từ lâu, một trong những nguyên nhân dẫn đến ung thư ruột là ăn quá nhiều thịt đỏ, đặc biệt là thịt đã qua chế biến. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, đưa ra cảnh báo rằng tiêu thụ 50 gram thịt chế biến sẵn mỗi ngày có thể làm tăng nguy cơ ung thư ruột lên 18%. Nhưng trong nghiên cứu mới của mình, Đại học Oxford ở Anh chứng minh nguy cơ còn đáng sợ hơn rất nhiều. Không có gì là quá muộn để có thể tìm đến hay thay đổi những thói quen lành mạnh hơn trong chế độ ăn uống. Bạn có thể thử bắt đầu một ngày không thịt đỏ bằng cách tìm kiếm công thức nấu ăn từ thịt gà và bằng cá tươi hoặc thay thế thịt bằng đậu và các loại hạt. Thứ ba, ung thư phổi. Tỷ lệ mắc ung thư phổi hiện đang đứng thứ nhất hoặc thứ hai trong tất cả các bệnh ung thư ở hầu hết các quốc gia. Đây được xem là căn bệnh có tỷ lệ tử vong cao gần như hàng đầu. Một trong những nguyên nhân dẫn đến thảm họa này chính là thiếu trang bị kiến thức phòng bệnh và hiệu quả phòng bệnh của cộng đồng chưa cao, chưa triệt đề. Nhóm người mà ung thư phổi thích nhất thường là những người có tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư phổi, người sau 45 tuổi mắc bệnh viêm phổi, bệnh bụi phổi, v.v. Những người làm nghề công nhân nhà máy hóa chất, cảnh sát giao thông, giáo viên, đầu bếp do thường xuyên phải tiếp xúc với khói bụi, không khí độc, bụi phấn, v.v. nên có nguy cơ mắc ung thư phổi rất cao. Những người hút thuốc lá có nguy cơ bị ung thư phổi hoặc tử vong vì ung thư phổi từ 15 đến 30 lần so với những người không hút thuốc. Hút thuốc lá có thể gây ra ung thư gần như bất cứ nơi nào trong cơ thể. Hút thuốc lá gây ra ung thư miệng và ung thư cổ họng, thực quản, dạ dày, ruột kết, trực tràng, gan, tuyến tụy, thanh quản, khí quản, phế quản, thận, bàng quang và cổ tử cung, gây ra bạch cầu tủy. Thứ tư, ung thư thực quản. Nhóm người từ 45 đến 60 tuổi thích ăn thực phẩm bảo quản, có tiền sử gia đình mắc ung thư và bị viêm thực quản lâu ngày, cần chú ý vì có nguy cơ cao sẽ bị mắc ung thư thực quản. Theo một cảnh báo của Tổ chức Y tế Thế giới, việc ăn uống đồ nóng trên 65 độ C có thể làm tăng nguy cơ ung thư thực quản. Thông thường nhiệt độ bình thường mà niêm mạc thực quản chịu được là từ 40 độ C đến 50 độ C. Nếu ăn uống đồ ăn trên 65 độ C trở lên sẽ gây nguy hiểm, tổn thương, viêm loét và các vấn đề khác cho thực quản. Nguyên nhân là do việc uống nước nóng lặp đi lặp lại như vậy sẽ kích thích cổ họng, lâu dài gây ra thiệt hại lớn cho các niêm mạc thực quản, từ đó gây ra ung thư thực quản. Một thủ phạm khác có thể gây ra ung thư thực quản đó là thói quen ăn các món thô hoặc quá cứng, cụ thể là các món ăn thô cứng, có gai nhám hoặc hương vị quá nặng như quá cay, quá chua hoặc quá mặn. Khi nuốt vào thực quản, có thể gây trà sát, ăn mòn thực quản, sinh ra viêm nhiễm, nổi u và ung thư. Vì thế tốt nhất để tránh mắc căn bệnh ung thư thực quản, bạn nên hạn chế những món ăn như thịt, hải sản, tôm cua có vỏ, hoặc khi ăn những đồ ăn này thì không nhai quá nhanh hoặc không kỹ. Thưa quý vị, bệnh ung thư gan là loại ung thư thường gặp thứ 6 và có số người tử vong cao thứ 2 trong số các bệnh ung thư trên toàn cầu. Theo các nhà khoa học, có một số thói quen sinh hoạt và những căn bệnh có thể chuyển biến thành ung thư gan. Theo đó, có một số nhóm người đặc biệt dễ mắc ung thư gan và có nguy cơ cao hơn những người khác. Để biết mình có thuộc những nhóm người ấy hay không, xin mời quý vị tiếp tục theo dõi video. Thứ 5, ung thư gan. Một khi gan bị tổn thương thì chức năng ban đầu của nó sẽ rất khó, thậm chí là không thể phục hồi được. Vậy những nhóm người nào có nguy cơ cao sẽ mắc ung thư gan? Những người uống nhiều đồ uống có cồn. Đối với những người uống nhiều đồ uống có cồn, việc phòng ngừa ung thư gan nên được chú ý cao độ bởi vì cồn chủ yếu được chuyển hóa ở gan. Uống quá nhiều đồ uống có cồn có thể làm suy giảm chức năng của cơ quan quan trọng này. Bên cạnh đó, việc sử dụng đồ uống có cồn thường xuyên sẽ gây tổn thương và nhiều bệnh lý cho gan. Cách tốt nhất để ngăn ngừa ung thư gan là kiểm tra thường xuyên để nắm bắt được sức khỏe của gan, đồng thời cố gắng tránh xa đồ nóng có cồn. Bệnh nhân viêm gan siêu bi. Bị bệnh viêm gan virus, viêm gan siêu vi, sự phát triển của viêm gan virus cần được kiểm soát và điều trị càng sớm càng tốt. Nếu không, sự phát triển của virus sẽ gây tổn thương gan liên tục và làm khả năng phát triển ung thư gan sẽ bị tăng lên. Bệnh nhân bị xơ gan. Xơ gan đe dọa sức khỏe của gan chỉ là bước đầu của chuỗi bệnh tật, nó còn có thể gây ung thư gan. Trong quá trình phát triển của bệnh xơ gan,
Một số lượng lớn tế bào gan bị thoái hóa và hoại tử, từ đó ung thư có thể được hình thành trong cơ thể bạn. Do đó, nếu bạn tập trung, chú ý vào phòng ngừa, kiểm soát sự phát triển của bệnh xơ gan thông qua điều trị và tuân thủ các thói quen sống tốt, thì ung thư gan sẽ không xảy ra. Để giảm tỷ lệ mắc ung thư gan một cách hiệu quả, một số nhóm có nguy cơ cao nên chú ý và kiểm tra xem có khối u ác tính ở gan của mình hay không, thông qua việc kiểm tra thường xuyên. Nếu các biện pháp phòng ngừa này không được thực hiện, gan sẽ bắt đầu xuất hiện các bệnh và dần trở nên nghiêm trọng hơn theo thời gian. Cuối cùng là các tế bào ung thư phát triển thầm lặng trong cơ thể của bạn. Thứ 6, ung thư vú. Trong tất cả các bệnh ung thư xảy ra đối với nữ giới, ung thư vú chiếm 21% và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Đây là một trong những loại ung thư vô cùng phổ biến ở phụ nữ. Tại Việt Nam, mỗi năm lại có thêm 11.000 ca mắc ung thư vú và con số này vẫn tiếp tục gia tăng. Nguyên nhân gây bệnh đến nay vẫn chưa được xác định rõ. Tuy nhiên, những người dưới đây có nguy cơ mắc bệnh cao hơn người bình thường. Các yếu tố như béo phì, di truyền, sử dụng thuốc nội tiết tố, tuổi hành kinh sớm hoặc mãn kinh muộn, không cho con bú, ít vận động đều làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư vú. Ngoài ra, liệu pháp nội tiết tố thay thế cũng có thể tấn công tuyến vú, kích thích sự tăng trưởng của tế bào đột biến, làm tăng nguy cơ ung thư vú. Mặc áo ngực quá chặt trong một thời gian dài sẽ tạo áp lực lên các dây thần kinh, cơ và mạch máu xung quanh ngực, làm tăng khả năng mắc ung thư vú. Rượu bia sẽ làm tăng nồng độ estrogen và hoạt hóa cụ thể của yếu tố tăng trưởng giống insulin, từ đó kích hoạt sự sinh sôi của các tế bào tuyến vú dẫn đến ung thư vú. Theo các chuyên gia, để giảm tối đa các hại của rượu bia đến vòng 1, phụ nữ không nên uống quá 2 đơn vị cồn một ngày. Một chế độ ăn uống nhiều đường và chất béo sẽ khiến phụ nữ dễ mắc ung thư vú hơn. Bên cạnh đó thì chất béo trans thường được tìm thấy trong thực phẩm chế biến sẵn như bánh quy giòn, bánh rán, bánh cookie và bánh ngọt đóng gói sẵn cũng là một trong những nguyên nhân gây ra ung thư vú. Thứ 7, ung thư tuyến giáp. Tuyến giáp của bạn có chức năng sản xuất ra hormone giúp cơ thể sử dụng năng lượng, giữ ấm, kiểm soát huyết áp và nhịp tim. Ung thư tuyến giáp xảy ra khi các tế bào tuyến giáp khỏe mạnh bị biến đổi và phát triển không kiểm soát. Tỷ lệ mắc ung thư này thường cao hơn ở những phụ nữ luôn gặp căng thẳng, stress trong độ tuổi từ 20 đến 40 tuổi. Những người có tiền sử gia đình cũng nên chú ý. Ở trẻ em có điều trị với liệu pháp phóng xạ trong bệnh ung thư, ví dụ như lymphoma, có nguy cơ cao mắc ung thư tuyến giáp sau này. So với trẻ em, người lớn tiếp xúc với phóng xạ có nguy cơ mắc ung thư tuyến giáp sẽ thấp hơn. Iốt là chất khoáng được tìm thấy trong một số loại thức ăn. Cơ thể bạn cần nó để tạo ra hormone tuyến giáp. Một số tuýp ung thư tuyến giáp phổ biến ở những người trên thế giới có chế độ ăn với hàm lượng iốt thấp. Ở một số nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam, iốt được bổ sung vào muối và một số loại thực phẩm dễ tăng lượng iốt cung cấp cho cơ thể. Thưa quý vị, trên đây là những yếu tố, những nguy cơ dễ mắc các loại bệnh ung thư thường gặp nhất. Nếu bạn có một trong những yếu tố trên, hãy đến các cơ sở y tế để được kiểm soát ung thư định kỳ. Xây dựng một lối sống lành mạnh là cách hiệu quả nhất để phòng chống ung thư. Ngoài ra, Tâm Sống Khỏe còn rất nhiều video về chủ đề ung thư. Mời quý vị click vào bên trái hoặc bên phải màn hình để tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo.